chào các bạn. Một ngày mới thì mình xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cái mẫu nhà phố 3 tầng, 1 trệt, 1 lầu, sân thượng và trường cu với chiều ngang là 7m và cái chiều dài là 14m. Như các bạn đang thấy thì nhà này đang trong cái quá trình hoàn thiện phần sơn nước. Cái phần hạng mục tam cấp đang được ốp đá ba gương và cái phần sân cổng và hàng rào. Nhà phố 2 tầng này được thiết kế theo cái phong cách tân cổ điển, thiết kế với một không gian mở với những cái cửa bốn cánh và cái cửa sổ với một cái kích thước rất là lớn để lưu thông gió và ánh sáng. Và cái điểm đặc biệt của nhà này đó chính là sử dụng những cái lan can bằng sắt mỹ nghệ, nhìn trông rất là đẹp mắt. Thông qua cái video này mà mình muốn chia sẻ về cái phần cái giá xây dựng, cái giá vật liệu và nhân công bình quân đối với nhà phố 2 tầng này là cái giá nó tầm khoảng từ 5 triệu cho đến 5 triệu rưỡi một mét vuông. Toàn bộ cái mặt tiền này được ốp đá ba gương với một cái màu đen kim sa. Cửa sổ cửa chính đó chính là cửa sáu cánh gồm xi pha màu đi xám. Còn đây chính là cái phòng khách. Cái phòng khách thì được thiết kế một cái cửa sổ lớn chiều 2m2 nhân cho 1m8, bốn cánh gồm xi pha. Việc thiết kế một cái cửa sổ mà nó to như thế này thì lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt. Cái nhà này thì sử dụng cái gạch nền là 80-80, dân giả đá mebel sẹt tia chớp màu xám trông rất là đẹp mắt. Cái cầu thang này người ta gọi đó chính là cái cầu thang dạng bản, cầu thang dạng bản chịu lực. Còn trần thì được đóng trần thạch cao tạo dự cách và trang trí và những cái ô tròn và một cái đèn chùm ở giữa cũng theo cái xu hướng là một cái tròn luôn. Còn đây chính là một cái tiểu cảnh nằm ở dưới gầm cầu thang dùng để trang trí. Và đây chính là những cái lối đi chung. Lối đi chung được trang trí bằng dược cách tường xây, tạo những cái học trang trí và đánh đèn. Và đây chính là cái trần của cái lối đi, cũng là trần thạch cao, được trang trí bằng những cái đường dẫn sóng âm, sau đó là sẽ được gắn đèn LED tạo điểm nhấn trang trí. Cái trần này thì nó cũng rất là sáng tạo ở cái điểm đó chính là những cái đèn nó cũng trở thành vàng đồng, và cái điểm đó của cái trần này cũng chính là cái vàng đồng, tạo tổng thể cái trần này cũng có một cái điểm nhấn rất là đặc biệt. Chúng ta đang tiến dần vào cái không gian bếp. Không gian bếp thì nó rất là rộng thoáng và được trang trí bằng những cái trần dần sóng dịch cách, một cái đèn led trang trí. Và trước cái phòng ăn này
được trang trí bằng những cái vườn bán lẻ và những cái ô dự cấp trông rất là hài hòa. Và cái phần bếp phía sau thì được cao hơn cái chiều cao của phòng bếp phía sau, cao hơn phía trước là một tấc. Thì cái phần này nó có ý nghĩa về các bạn có phong thủy là cái bếp sẽ cao hơn cái khu vực công năng còn lại. Ở đây là chủ nhà đang muốn làm theo cái phong thủy ở cái khu công năng bếp. Chúng ta đang quan sát cái khu công năng của các phần bếp. Bếp thì cái mặt thì được ốp đá hoa cương, còn cái kệ bếp kia, cái kệ ở phía dưới đó chính là gỗ canh xe. Nhìn tổng thể cái khu bếp này, cái độ hoàn thiện nó rất là cao. Và đây chính là cái khu vực nhà vệ sinh. Khu vực này chính là được quan trọng làm hay, đó chính là cái phần tắm, cái phần cầu kia được gửi cái bồn tắm chính cường lực. Còn đây chính là cái bồn tắm và chuẩn bị gác kính cường lực. Đây là cái đồng hồ ở cái khu vực bếp. Cái đồng hồ này họa tiết trang trí đó chính là hình những chiếc lá, cái độ thẩm mỹ rất là cao. Chúng ta đang đi lên cái cầu thang để đi lên cái tầng 1. Cái cầu thang này được ốp đá hoa cương, còn cái nền keo thì tính cường lực 10 ly, tay vịn đó chính là gỗ canh xe. Cũng trong cái video này mình muốn lưu ý là cái cầu thang thì được thiết kế tổng cộng đó chính là 21 bậc nha các bạn, 21 bậc thì có mới đúng. Còn ví dụ như bây giờ cái phần cái cách chia cầu thang thì khi mà mọi người có cái lời vô thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chia bậc cầu thang theo phong thủy sau. Đây chính là cái không gian của cái tầng 1. Cái tầng 1 này thì cũng được ốp gạch là 80-80, gân giả đá liền bồn sẽ tư chết màu xám. Còn tường thì được sơn hào màu trắng, chứ không có ốp gạch ghi đại dưới tầng 1. Như ban đầu mình có nói thì nhà này chọn cái cách là bố trí không gian mở, do đó là sử dụng những cái hệ cửa đi bố trí là cái hệ cửa sổ rất là to. Thấy đây chính là một cái cửa sổ mà bốn cánh, còn cái cửa đi hai cánh, còn cái phía đối diện với cái mặt tiền đó chính là cái ô vách kính. Còn đây chính là cái kệ của cái trang thờ. Trang thờ này được làm bằng những cái kệ gỗ canh xe. Trước mắt các bạn đó chính là cái lan can sắt. Lan can sắt này nó làm bằng sắt mỹ nghệ đó hả? Sắt mỹ nghệ sơn màu đen. Cái phần mà sắt mỹ nghệ này thì ở phía bên cơ khí người ta làm, và nó định hình sẵn theo như cái thiết kế ban đầu, và mình chỉ mua cho mình ghép lại thôi. Chứ về cái mặt can thiệp ở cái phần sắt mỹ nghệ này thì cũng rất là ít. Tại vị trí bên trong cái phòng thờ thì được bố trí bởi một cái đèn chùm LED trang trí rất là hiện đại. Và cái loại đèn LED này nó cũng là một cái xu hướng mới, và cái mẫu mã cái đó thì cũng rất là phong phú và đa dạng. Bây giờ chúng ta đi lên cái tầng sân thượng, là cái tầng trên cùng của cái nhà này. Ở cái cầu thang thì được bố trí một cái giếng trời để lấy ánh sáng cho cái tầng bộ cái ngôi này, và cái giếng trời này được ốp kính cường lực 10 ly.
chúng ta đang tiến lên cái khu sân thượng. Thì cái khu sân thượng này cái ban công nó cũng làm bằng sắt mỹ nghệ sơn màu đen. Thì như mình đã nói ban đầu thì nếu mà đã là sắt mỹ nghệ thì bên cơ khí họ thực hiện phải đặt hàng ở bên phía bên sắt mỹ nghệ người ta gia công, mà cái can thiệp ở cái phần sắt mỹ nghệ này cũng rất ít, có nghĩa là mình chỉ đem về là mình ráp dịch vô thôi chứ mình không có gia công nữa. Để che đi cái máy cầu thang và cũng như là để đi lên được cái tầng cái sân thượng trên này, thì ở cái phần trên sân thượng thì người ta làm một cái nhà nhỏ nhỏ. Cái nhà nhỏ nhỏ này ở trong xây dựng người ta gọi nó chính là cái chuồng cu các bạn. Thì thông qua cái video này mình cũng muốn gửi đến mọi người cái hình ảnh trực quan để mình có thể mình hiểu được rằng cái chuồng cu, gọi là cái chuồng cu là nó là như thế nào. Thông qua cái video này mà mình chia sẻ giúp cho mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn đối với cái nhà phố một tầng, hai tầng, và cái giá xây dựng của cái nhà phố bình quân là nó có tiền nhân công thì nó khoảng từ 1,2 triệu cho đến 1,5 triệu một mét vuông tùy theo địa phương nha các bạn. Và cái video của mình đến đây là hết. Và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.